đâu, sao không chết được. Em ơi, em đây, em đây rồi. Dướng đầu, dướng đầu, dướng đầu. Cái đầu, cái đầu. Ra chưa? Từ từ. Sẻ rồi, sẻ rồi. Đó, còn, còn. Ai nhỏ xíu. Em nhỏ, em rồi. Nhỏ. Oh, shit. Em nhỏ. Nhiều lúc nó gần tới nó cũng gục theo mình luôn. Chụp chỗ ngon á. Đang tèo mà giật ngon. Cả nhà ơi, trời nguyên khu vực luôn. Wow, nó ổn cái mặt. Oh my god.
Làm ớt quá. Đồ má cái này bỏ tay quá nha. Oh my god, quá trời. Ôi chỉnh luôn. Mình dính vậy đó, thôi mình gửi cái đó kìa. Con cá nó chạy trên mặt nước. Nhưng mà quay cho hơi lẹ lẹ đó cho con cá nó sâu xuống. Tại cái lử này nó quay càng lẹ cái lử nó càng sâu xuống. Nguyên bầy cá đang phản công quá trời cái này. Đây sao mà không mà nổi chơi vậy bầy bà ơi, nhảy cá nó nhảy cá nó nhảy cá nó nhảy.
làm cái này mà không dính cái bộ ông hai ơi. Cái này không dính là cha dở đó. Đâu lục ghê ơi. Kéo lên. Kéo rồi. Kéo lên. Ê kéo lên chứ tao. Ai đông đó. Ở chân cái ly á, chỗ cái ly á. Tấn công luôn kìa. Em ơi có bao nhiêu. Mà cái này nó đi tan ban tựa vậy ha. Chết con kim. Dính nữa không. Chết cha rồi. Ôi giời, nó cảnh ơi, quỷ cảnh ơi. Treo dây rồi em ơi. Người trên người dưới, người trên người dưới. Vô trên đi. Nó vậy nó chúng mày khất cái này. Chịu ra. Rồi, nằm đâu rồi? Đi qua bên kia. Thằng kia cũng hướng giống như mình nữa kìa. Oh my god, nó bay qua bên hướng bên kia cả nhà. Nó hụt cái đó. Oh my god. Nó phải ai luôn. Yeah.
về xuống. Đúng rồi hả? Còn cái chân á, gượt nữa giờ á. À, còn bắt ở đây á, đậu. Ừ, ê, có gì vậy? Ê, Phong, đừng có lui sau nha. Đừng lui sau á, nó có cái dây.